khi có tuổi, sự lão hóa của các cơ quan, sự tổn thương của các giác quan như tai nghe kém, mắt mờ, rối loạn về thăng bằng, suy giảm trí nhớ, trầm cảm, các bệnh cơ khớp. Đồng thời, do tuổi cao mắc các bệnh phải uống thuốc, dễ bị tác dụng phụ của thuốc gây chóng mặt, tụt huyết áp, buồn ngủ, làm cho người cao tuổi dễ bị té ngã. Người cao tuổi khi té ngã thường có những thương tích nghiêm trọng hơn và dễ bị ngã lại. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho người cao tuổi trong đời sống hàng ngày là rất quan trọng. Để phòng tránh té ngã, trước hết người cao tuổi cần chú ý tới môi trường sinh sống, chủ yếu là nhà ở. Đồ đạc cần sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, lau khô ngay khi sàn nhà bị ướt và chờ sàn nhà khô mới đi qua. Không để các đồ vật trên sàn nhà và cầu thang cản trở lối đi. Cất các dụng cụ cần thiết ở các tầng tủ vừa tầm tay với. Không nên cất nơi quá cao hoặc quá thấp, bởi khi nhón chân cao hoặc cúi xuống lấy sẽ dễ gây ngã. Phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm cần có đầy đủ ánh sáng. Công tắc đèn nên đặt gần cửa ra vào cho tiện dùng. Các loại đồ đạc cần được thu gọn trong mép tường, không cản trở lối đi. Lưu ý, người cao tuổi cần đi giày dép có đế bám sát trên mặt sàn hay mặt tường, tránh mang giày rộng. Không nên mang tất khi đi đứng trên sàn nhà gỗ hay đá hoa vì dễ trơn trượt. Không đi nhanh, vội vàng, nhất là khi nghe tiếng chuông điện thoại hay tiếng gọi cửa. Đứng lên hay ngồi xuống nên chậm rãi, tránh để té ngã vì chóng mặt, mất thăng bằng. Khi ngủ, người cao tuổi nên thắp đèn đủ sáng để tránh dẫm phải những vật cản trở dưới chân khó nhìn thấy. Trang bị đầy đủ đèn trong phòng ngủ, hành lang, cầu thang và nhà vệ sinh. Đối với một số người cao tuổi yếu, vừa ốm dậy hoặc đang uống thuốc điều trị bệnh mãn tính có tác dụng phụ gây chóng mặt, cần sử dụng gậy chống với chiều dài vừa tầm. Người cao tuổi bị đau nhức chân hoặc sau tai biến khi bước đi thì gậy và chân đau phải chuyển động cùng một lúc. Bước lên bậc thềm hay cầu thang bằng chân không đau trước, rồi chống gậy và bước chân đau lên bậc thang. Liên tiếp như vậy cho đến cuối bậc thang. Cần nhớ rằng, giữ cho cơ thể khỏe mạnh là cách tốt nhất để tránh té ngã. Việc luyện tập vừa phải, vừa sức sẽ giúp tăng sức cơ, giữ cho khớp dẻo dai và kích hoạt các hệ thống kiểm soát cân bằng và vận động trong cơ thể. Người cao tuổi có thể tìm hiểu các bài tập giúp ngăn ngừa té ngã như tập thể dục, khiêu vũ, tập dưỡng sinh và chọn cho mình hình thức phù hợp nhất. Đặc biệt, mỗi người cần lưu ý ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, chế độ ăn uống đảm bảo đầy đủ khoáng chất và vitamin cần thiết cho sự phát triển của xương để đảm bảo xương phát triển tốt nhất.